Hello mọi người, lại là mình đấy, Jun nè. Thì clip của ngày hôm nay là mình sẽ chỉ cho mọi người một cách mà kiếm kim cương. Có thể bạn chưa biết, nó hoàn toàn là miễn phí nha mọi người. Chúng ta chỉ cần bỏ công một tí xíu thôi. Thì cái cách kiếm kim cương nó sẽ như thế nào bây giờ thì đi thôi. Nhưng mà đi qua trải kèo mini game trước đã mọi người. Thì đây là clip hôm qua mình làm này. Đó, mấy bạn đã bình luận tên quá trời luôn. Thì hôm qua là clip các bạn nha mọi người. Thì bây giờ là mình sẽ quay này. Hôm qua là mình nói là tạo mini game hai bạn may mắn nhất để mình các bạn. Rồi, bạn đây là bạn Hồ Tràm là bạn đầu tiên nè. Sumiri Hello à, ghê trời. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ thêm một bạn nữa. Rồi để mình xem thử hôm nay ai là người may mắn. Rồi bạn Hồ Phạm Minh nha. Trời ơi, bạn đầu tiên mới level 5 á mọi người. Hôm bữa giờ những cái bạn mày level thấp chúng mini game của mình cao lắm á. Ok, tiếp đến là bạn thứ hai, đó chính là bạn Minh ha. Ok, anh sẽ gửi cho em yêu cầu các bạn luôn. Rồi tiếp đến là mini game của ngày hôm nay là mọi người biết gì không? Thì hôm nay là nó sẽ hơi đặc biệt tí. Là bây giờ mình sẽ bấm vô một bạn ví dụ đi. Ê, đứng lại bạn ơi, đứng lại chạy dữ hả? Đây. Rồi mình sẽ bấm vô trang cá nhân của bạn ấy này. Là mini game của ngày hôm nay là mình sẽ thể cho mọi người một cái fan club nha mọi người. Mình nghĩ là tuy là cái fan club này nó không có gì cả, nhưng mà biết đâu là cho mấy bạn một cái động lực gì đó để cho mình bấm vô mọi người. Khi mà mấy bạn bấm vô fan club á, mà mình bấm vô cái ngôi sao đó là mấy bạn sẽ thấy mình trong này. Thì mini game của ngày hôm nay là mình sẽ bấm fan club cho 3 bạn may mắn nhất nha. Những bạn nào mà muốn tham gia mini game thì đầu tiên mấy bạn phải bấm like, đăng ký kênh, nhấn cái chuông nha mọi người. Bước thứ hai là bình luận tên, chỉ còn nhiêu đó thôi. Ok, còn bây giờ là chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề chính. Bây giờ là mình sẽ đi kiếm kim cương nha. Mấy bạn có tò mò tại sao mình kiếm kim cương lại quay khu trung tâm không? Đó, rồi bây giờ là mình sẽ đi vô siêu thị nè. Thì cái cách kiếm kim cương này là mình tin là sẽ có nhiều bạn chưa biết ấy. Thì đầu tiên là mấy bạn phải chạy vô siêu thị và mấy bạn chạy lại chỗ mua bột mì giúp mình nha. Mấy bạn hãy mua giúp mình là 10 cái 20 tiền sau. Mấy bạn để ý giấy tiền giúp mình nha. Rồi đầu tiên là 20 tiền sau rồi nè. Rồi tiếp đến là đường. Đường thì mấy bạn chạy qua đây nha. Mấy bạn mua thêm là 30 tiền sau nữa, là 50 tiền sau. Ok chưa? Cái món nguyên liệu tiếp theo đó chính là mua trứng nha mọi người. Trứng thì 10 tuần sau nữa là 60 tuần sau rồi nha. Đây là mình mua một lần 10 cái á, nên là nó sẽ hơi mắc tuần sau tí. Rồi tiếp đến là bơ. Bơ thì mấy bạn chạy lại chỗ quầy nước giúp mình nha. Mấy bạn mua thêm 10 cái nữa là 30 tuần sau, là 90 tuần sau ha. Rồi cái nguyên liệu cuối cùng đó chính là sữa không đường nha mọi người, với giá tiền là 180 tuần sau. Mua một lần 10 cái á. Đang quay mà có mấy bạn biết mình mọi người. Trời, cho lên tư quy luôn ha. Này, lát nhớ xem ấy. Ok, bye bye mấy đứa nha. Để anh đi chỉ mọi người cách làm kim cương đã. Trời ơi, đôi lúc mà đi làm clip á mọi người, có những bạn mà nhận ra mình đó, rất là vui luôn. Rồi, tiếp tục này, sau khi mà mấy bạn đã có hết tất cả nguyên liệu thì mấy bạn lại chỗ ông Sượng chế tác giúp mình nha. Thì chế tác cái gì là lát nữa mấy bạn sẽ biết luôn. Ơ, hôm qua là mình đã chế tạo xong mấy món nè mọi người. Cái này là cái gì ta? À, cái đồ chế tạo kem. Máy làm kem mọi người, một cái này. Với lại thêm một bộ đồ nữa. Ấy. Rồi hiện tại là mọi người thấy không, là mình chỉ còn đâu đó là một ô. Một ô này là bắt buộc là phải có 100 kim cương. Thì mấy bạn mà muốn làm kim cương nhanh á, thì mấy bạn là nên mở cái ô này nha. Bây giờ là mình sẽ mở luôn. Mở đi mọi người, đường nào cũng mở hết. Rồi tiếp đến là cái món chính mà chúng ta để làm ra kim cương, thì mấy bạn hãy chế tạo giúp mình là cái chồng quả kem ốc quế nha. Thì đây, một cái là nó chỉ có đâu đó là 5 cái đường thôi mọi người. Mấy bạn hãy chế tạo nhiều đi, chế tạo 3 cái này. Thì hiện tại là mình có tên tiếng mọi người, thì những cái món này đâu đó là 3 phút rồi xong rồi. Sau khi mà chế tạo xong thì mấy bạn hãy nhận nha. Thôi mình chế thêm bê cá nữa đi. Sau khi mà mấy bạn đã chế tạo thành công thì mấy bạn hãy bấm vô điện thoại nè. Mấy bạn bấm vô tái chế. Đó. Rồi mấy bạn hãy bấm về chỗ dấu bê chấm nha mọi người. Mà mấy bạn hãy kéo xuống. Kéo xuống với mình. Đấy á mọi người, thì hồi nãy là mình đã chế tạo xong những cái trong quả kem này. Bây giờ mình sẽ tái chế hết nha. Thì cái này là mỗi cái là chúng ta có thể là được 15 mầm. Thì hồi nãy là mình có chế tạo được 6 cái này. Đó là mình sẽ nhận được 90 mầm mọi người. 90 mầm mà hơi cực kỳ là nhiều á. Thì sau khi mà chế tạo với lại tái chế xong là chúng ta sẽ được mầm mọi người. Thì mầm để làm gì? Mầm để kiếm kim cương nha. Thì mấy bạn hãy vô cửa hàng này, mấy bạn kéo xuống cái hộp bốc thăm và mấy bạn hãy mở hộp vịt. Thì cái hộp vịt này xác suất ra kim cương của nó cũng rất là cao mọi người, chứ không có thấp. Nè, cao nhất là 20 viên kim cương cơ. Thì xui lắm là mấy bạn sẽ nhận được 3 viên nè, 2 viên, 1 viên, nhưng mà hầu hết là khả năng cao là kim cương á mọi người. Bây giờ mình sẽ mở thử nha. Hồi nãy là mình chế tạo được á, thấy chưa? Sơ sơ là được 3 viên rồi nè. Mấy bạn cứ làm thế nhiều lần à, đấy 5 viên nữa nè. Trời, cái gì hả? Có tổ kim cương không? Đấy, thấy chưa? Sơ sơ là mình nhận được đâu đó là 9 kim cương rồi. Trời, đang nói mắc nghẹn trời. Thì tại sao mọi người biết mình chỉ cho mọi người cái cách này không? Thì cái cách này khi mà chúng ta chế tạo một cái chồng quả kem đó, thời gian của nó chỉ có 3 phút thôi mọi người. Mình nghĩ là khi mà mọi người mở hết cái ô đó, không có tên tiếng nữa nha, thì mình nghĩ đâu đó là một ngày mọi người có thể chế tạo được 100 cái trong quả kem á. Nên là hãy tranh thủ nha. Thì cái sự kiện của chúng ta chỉ còn đâu đó là 8 ngày thôi. Hôm nay ngày thứ 6 nữa à. Thêm 25 viên kim cương nữa. Đó.
Mọi người phải hiểu như này này, tiền sao kiếm rất là dễ, nhưng mà kim cương kiếm rất là khó nha mọi người. Nên là cái sự kiện này là mấy bạn hãy tranh thủ đi. Thì hồi nãy là mình có chế tạo được là một cái bộ đồ mọi người, bộ đồ kem này. Với lại hôm qua là mình chế tạo xong đôi giày nữa sao á. Đây, trời ơi, phun bộ luôn nha. Trời ơi, cái gì mà mập bị trời. À đúng rồi, cái này là mình có thể là mình lấy cái ba lô ra. Đó, là kiểu như là nó vô hình luôn á. Để mình chỉnh lên cái con nhân vật mập coi. Con nhân vật mập. Đây ha mọi người, mất cái ba lô luôn rồi. Kiểu như là ly kem biết tay. Trời ơi, cái gì hả? Còn cái mặt của mình kìa, thấy vui không? Thấy vui chưa? Đổ quay chiếc xe thì mọi người thấy không? Ly kem biết chạy xe. Trời ơi. Ok, thì bây giờ là mình sẽ lấy cái bộ đồ này mình đi về nhà của mình nha. Tử xem phản ứng của mấy bạn ở trong nhà của mình sẽ như thế nào ta. Đi thôi. Đây, tôi về nhà rồi đây. Trời ơi, có mấy đứa cười rồi kìa. Ủa cái gì hả? Thấy đẹp không? Sao đứa nào cũng cười hết ta? Đấy, đẹp kìa mọi người. Đẹp đó, trời ơi. Có đứa kêu không. Ôi, có mấy bạn có nữa nè. Trời ơi. Kem vui nha mọi người, kem mới, kem vui. Trời ơi, anh thành cục kem rồi. Ô là trời, nhà mình thì mọi người biết đó, lúc nào cũng full khách hết. Thì mình quay clip từ 8 giờ sáng tới 10 giờ á. Nên là mấy bạn này mới có đâu đó 6 giờ sáng, 7 giờ sáng để vô nhà của mình rồi. Rất là đông luôn. À đúng rồi, mình cho mấy bạn xem cái này nữa. Thì hôm qua là mình có tình cờ mình vô danh sách bạn bè của mình mọi người. Và mình thấy một điều là, từ từ để mình kéo xuống cho mọi người xem. Là có một bạn. Ô mất rồi ta. Hôm qua thấy mà. Từ mọi người, để mình kéo xuống. Đây. Có một bạn, người bạn đã đi xe. Ủa là sao vậy? Vậy là cái bạn này bị ba nạt à? Hay là sao mọi người? Tự nhiên là người bạn đã đi xe. Người này đã rời khỏi đảo Cây Gia. Trời ơi, chắc là bị làm gì là bị nhà phát hành đuổi ra khỏi đảo Cây Gia rồi đúng không? Bây giờ là mình sẽ đi mở thuyền rồng nha mọi người. Vậy chúc anh ra thuyền rồng à. Đó, ấm ba la ra thuyền rồng cho vui đất ghê trời. Bây giờ là mình sẽ vô mình mở thử thuyền rồng nha. Hôm bữa giờ mình mở không ra mọi người. Không biết là trên kênh của mình có ai mở ra chưa ta. Chứ sao nhân phẩm của mình nó bị đi đâu á. Thuyền rồng. Đó, thuyền rồng ra quận đồng. Trời ơi, cái gì vậy trời. Thuyền rồng. Ra quận đồng tiếp. Trời ơi, ra quận đồng ở số game á nha. Thôi quá, nó ra quận sắt. Nó ra quận đồng mà khóc luôn á. Rồi trăm tuần sau chắc là hết cơ hội mọi người. Kim cương đỏ cũng được. Kim cương đỏ. Đó, trăm tuần sau luôn. Ok, thì hôm bữa giờ mình cũng lâu rồi chưa cho những cái bạn này mọi người. Bây giờ là mình sẽ chào mấy bạn này lên clip tí. Rồi mình sẽ cho luôn ha. Đây á, bây giờ là anh sẽ đi qua một vòng. Đó, có tên ai thì mọi người bình luận xuống cho anh biết quá nha. Đấy, đi qua luôn. Trời ơi. Trời, con tên Thi này, trời chịu ơi. Phong này làm cái gì vậy, ghê trời, tạo dáng à. Có thêm ly kem nữa, tôi cũng tạo dáng được nha, bớt giỡn này. Đây, tạo dáng này, tí. Thấy chưa gì? Là Jun thúi nguy hiểm đấy. Thôi chịu rồi, nó kêu tôi Jun thúi nguy hiểm mọi người. Ok, bây giờ là chúng ta sẽ qua hàng tiếp theo. Rồi mình sẽ cho nha. Đấy, cả mấy bạn tên yêu tinh xanh kìa mọi người. Đi thôi. Vậy Jun xui xẻo, xui cái đầu em ấy. Nhưng mà xui thiệt mọi người, không biết sao luôn. Nó kêu ghét mình nữa chứ. Đây ha. Rồi, ok, bây giờ là mình sẽ cho nha. Thì cái cách chơi nó cũng như cũ thôi mọi người. Thì mấy bạn này cầm cái cần câu ra hết rồi kìa. Bây giờ mình sẽ đếm nha. Đếm tới 3 là mấy bạn này sẽ câu mọi người. 2 3 Vô. Đúng rồi. Vừa nói gì hết tự động là biết câu ké luôn mọi người. Ai câu lên con ké đầu tiên là sẽ thắng nha. Lẹ lên. Ai là người đầu tiên? Rồi, hai bạn luôn, con cái chip. Rồi xong, kết luôn. Bây giờ là mình sẽ chui vô cái xe kem này và mình xem phản ứng của mấy bạn sau khi mà bị mình cho nha. Bây giờ mình sẽ vô mình mở nhà này. Đấy, bất kỳ ai. Rồi, việc của mình là chỉ cần đứng đây đợi thôi. Rồi, khách vô mọi người. Xong rồi mình ơi. Rồi, nó cầm cái con cầu đi kiếm tôi kìa. Đấy, vui béo, nó thả mặt giận luôn kìa mọi người. Rồi, xong rồi, tới nữa rồi. Ê, sao lại Tilly, trời ơi, Tilly là biết sao. Trời, cứu tôi mọi người ơi. Mới cho tí mà nó cầm cây nó rượt tôi kìa. Là sao vậy? Ok, thì clip của mình đến đây cũng kết thúc rồi nha mọi người. Giờ mình bắt đầu mình chạy đây. Thì những ai mà xem tới đây rồi thì đừng quên là ủng hộ cho mình một like và một lượt đăng ký kênh đấy nhé. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Bye bye. Ây da, quýnh dữ trời. Mọi người thấy không? Fan của những idol khác mà nhìn thấy mà ham coi fan của mình nè.
mến cho tí à, nó cầm cái cây, nó cầm cái vợt ra, nó vợt tôi hay sao á. Ok thì bye bye mọi người nhé, mấy yêu.